Sáng ngày 3 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng và chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gắn với công tác cải cách tư pháp của ngành kiểm sát. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm trên địa bàn tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 và tiếp tục diễn biến phức tạp, điển hình như vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ma túy được che giấu dưới hình thức hàng hóa là quà biếu, chuyển phát nhanh, hàng xách tay. Xuất hiện các đối tượng sử dụng tiền mã hóa Bitcoin để thanh toán giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Tội phạm xâm phạm sở hữu tiếp tục chiếm tỷ lệ cao, 49,7% trong tổng số tội phạm mới xảy ra. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp với tính chất côn đồ, manh động, mang rợ như vụ Lê Văn Vàng dùng dao chém mẹ ruột của mình, cắt đầu vứt vào sọt rác. Các ổ nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động tín dụng đen, núp bóng doanh nghiệp, che giấu hoạt động tội phạm. Những đối tượng này tiếp cận người vay bằng hình thức phát tờ rơi, quảng cáo trên các trang mạng xã hội, cho vay qua ứng dụng trực tuyến. Điển hình như vụ công ty F88 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 10 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản. Tội phạm về tham nhũng nổi lên qua các vụ xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện đã khởi tố 169 bị can về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Cơ quan điều tra hai cấp đã phát hiện và khởi tố mới 4.794 vụ trên 5.184 bị can, tăng 1.127 vụ, 1.834 bị can, tương ứng tăng 30,7% về số vụ. Tình hình tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tại hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân các quận huyện lần lượt báo cáo tham luận, đề ra các giải pháp trong công tác kiểm soát hoạt động tư pháp, nhất là lĩnh vực kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, phân công, bố trí, sắp xếp đào tạo cán bộ có kinh nghiệm trong công tác xét xử. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ghi nhận và đánh giá cao lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai chủ trương, công việc liên quan. Trong 6 tháng đầu năm này đó, thì Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của thành phố được thành lập và đi vào hoạt động nền nếp. Thì đồng chí Bí thư, các đồng chí thường trực của Ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo công tác này. Ngoài các cái vụ việc do thường trực Ban chỉ đạo Trung ương đưa vào danh sách hoặc là gợi ý, thì thành phố cũng tập trung những vụ việc của thành phố. Và trong quá trình đó thì là các cơ quan, trong đó có ngành kiểm sát chúng ta, đã tham gia rất là tích cực trong việc tham mưu để xử lý các vấn đề này, đã góp phần để chúng ta đẩy nhanh hơn cái tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án trên địa bàn thành phố. Thật sự bây giờ có những vụ việc báo cáo một tí là nó kéo dài hàng năm, nó tham nhũng rồi kinh tế, các cái việc mà nó kéo dài hàng năm, các hoạt động kinh tế nó cũng vì vậy mà nó đình trệ. Các cái tài sản ở trong các cái vụ việc này nó cũng bị treo ở đấy. Phải nói là nếu như chúng ta đánh giá kỹ thì đây là một cái thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế của thành phố. Thường chí Bí thư Thành ủy cũng có yêu cầu là làm sao các cơ quan tập trung hơn để thúc đẩy hơn, nhanh chóng kết thúc điều tra, nhanh chóng xét xử, để phần nào thuộc về trách nhiệm thì chúng ta xử lý, nhưng những cái tài sản có liên quan, các hoạt động có liên quan thì chúng ta giải phóng. Thì cái này trong 6 tháng đầu năm cũng ghi nhận là cái sự tham gia của chúng ta cùng với các cơ quan tố tụng, các anh chị đã thực hiện rất là tốt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, qua phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân cần phải có trách nhiệm phối hợp tham mưu cho cấp ủy để xử lý những vấn đề tồn đọng liên quan đến các cơ quan tố tụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là qua cái phát biểu của đồng chí Phan Văn Mãi, cũng thấy được cái sự quan tâm, cái đánh giá cũng hết sức là khách quan đối với những cái nỗ lực phấn đấu của các đồng chí, đồng thời cũng đặt ra những cái yêu cầu mà chúng ta cũng cần phải có cái trách nhiệm, cái phối hợp, kể cả cái tham mưu hai cấp của Viện Kiểm sát Thành phố và Quận huyện thành phố cho cấp ủy cũng như là phối hợp để xử lý những vấn đề tồn đọng mà nó liên quan đến các cơ quan tố tụng của cấp thành phố, để nhằm góp phần vào cái ổn định thành phố và phát triển thành phố. Trong cái bối cảnh hiện nay đó thì chúng ta thấy là qua, đặc biệt là qua cái phát biểu của đồng chí Phan Văn Mãi, cũng thấy được cái sự quan tâm,
cái đánh giá cũng hết sức là khách quan đối với những cái nỗ lực phấn đấu của các đồng chí, đồng thời cũng đặt ra những cái yêu cầu mà chúng ta cũng cần phải có cái trách nhiệm, cái phối hợp, kể cả cái tham mưu hai cấp của ủy ban nhân dân thành phố và quận huyện thành phố cho cấp ủy cũng như là phối hợp để xử lý những vấn đề tồn đọng mà nó liên quan đến các cái cơ quan quản lý của cấp thành phố để nhằm góp phần vào cái ổn định thành phố và phát triển thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với công tác cải cách tư pháp của ngành kiểm sát, đề cao gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả công tác của các đơn vị. Đồng thời, đơn vị tiếp tục thay đổi tư duy, phương pháp công tác lãnh đạo quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động theo hướng phân công rõ người, rõ việc, ấn định thời gian hoàn thành, cải tiến về lối làm việc, phân công và sử dụng hợp lý hiệu quả biên chế hiện có. Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo kịp thời của đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, của đồng chí Phó Thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo các đồng chí, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo định hướng và những yêu cầu cụ thể toàn diện của các đồng chí để làm cơ sở cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2023. Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng và của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu công tác tư pháp và cải cách tư pháp ngành, các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng, giữ gìn đoàn kết, đề ra các biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục thiếu sót trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng cường trách nhiệm công tố điều tra, truy tố xét xử, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và phòng chống tham nhũng tiêu cực.